Lúc này thì các khán đài của sân Việt Trì cũng đã gần như phủ kín người hâm mộ đến rồi các bạn ạ. Hứa hẹn một trận đấu sẽ cực kỳ sôi động, cực kỳ là hấp dẫn cả nhà. Dường như là có một vấn đề gì đó ở mặt sân thì phải. Các trọng tài đang tiến đến để kiểm tra. Có lẽ là chỉ kiểm tra lưới đơn thuần mà thôi, không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Mọi thứ đều ổn cả nhà. Hệ thống phun nước của sân Việt Trì cũng đã phun xong. Mặt cỏ bây giờ có thể hoàn toàn đáp ứng cho trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia.
Mới chỉ khép lại hiệp 1 thôi mà các cầu thủ U23 Indonesia đã nằm vật xuống sân. Trong khi đó thì các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn còn rất khỏe. Dường như các cầu thủ U23 Indonesia chưa chuẩn bị đủ thể lực. Hiệp 1 vừa khép lại là các cầu thủ đã ngã sụi xuống sân rồi. Có vẻ còn hình như là nôn khan nữa. Vậy là bây giờ thì các cầu thủ U23 Việt Nam cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị bước vào hiệp 2 của trận đấu. Nỗi buồn của các phóng viên Indonesia khi chứng kiến bàn thắng nhân đôi cách biệt của U23 Việt Nam. Quá là buồn bã luôn. Còn đây là niềm vui của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Lúc này thì tỷ số đã là 2-0. Cả nhà có thể thấy được niềm vui rất là lớn của người hâm mộ khi chứng kiến U23 Việt Nam ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Một chiến thắng có thể nói là vô cùng thuyết phục và quá tuyệt vời của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Như vậy là U23 Việt Nam đã có một sự khởi đầu vô cùng là trọn vẹn ở ngày thi đấu mở màn của môn bóng đá nam SEA Games 31. Đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi khép lại trận đấu mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia với tỷ số là 3-0.
3 bàn thắng nhờ công của Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh và Lê Văn Đô. Có thể nói thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một sự khởi đầu vô cùng là tuyệt vời. Sân Việt Trì bây giờ đã đổ mưa rồi cả nhà, nhưng ngày hôm nay là một ngày vui trọn vẹn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi được chứng kiến màn trình diễn quá là tuyệt vời của các cầu thủ, của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Park vừa mới sang để bắt tay huấn luyện viên Shin Tae-yong bên phía câu lạc bộ, bên phía U23 Indonesia. Huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Shin Tae-yong. Hai huấn luyện viên nhìn nhau. Cả nhà, trời đang mưa rất là lớn và người hâm mộ cũng đang lần lượt rời khỏi sân Việt Trì. Có thể nói là ngày hôm nay khán giả đã được chứng kiến một trận đấu mãn nhãn của các cầu thủ U23 Việt Nam. Và ba bàn thắng của Tiến Linh, Hùng Dũng cũng như là Lê Văn Đô đã khép lại một trận đấu mở màn tuyệt vời dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bây giờ thì mình sẽ quay trở về khách sạn và một chút nữa thì chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện luôn trên kênh Vlog Ngoài Đường Pitch. Xin chào